Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Nest Protocol, một giao thức Oracle rất là tiềm năng. Về thông tin của dự án này thì mình cũng đã có làm một video review ở trên kênh CCA. Đó thì anh em nào chưa nắm được thông tin của nó thì anh em có thể xem lại video của mình. Còn ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em có thể là trade future ở trong cái nền tảng future của nó và cách để chúng ta có thể là copy trade, đồng thời chúng ta cũng có thể tham gia một sự kiện trading của nền tảng này dành cho cộng đồng CCA với giải thưởng cao nhất lên đến 800 đô. Về thông tin sự kiện và cách tham gia thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phần sau của video. Đầu tiên thì mình sẽ sơ lược một xíu về thông tin của Nest Protocol này. Dự án này được xây dựng như là một giao thức Oracle. Oracle của Nest Protocol thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc là trading, cho chúng ta cái giá chính xác nhất nè, cũng như là minh bạch nhất. Khi chúng ta trading ở trên những cái sàn giao dịch tập trung hay là phi tập trung thì chúng ta thường bị trượt giá. Thì đối với những cái giao thức Oracle như là Nest Protocol thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giá chính xác nhất. Anh em khi chúng ta trade thì nó sẽ có cái giá chính xác hơn, nó sẽ không bị trượt khi mà chúng ta đặt lệnh hay là chúng ta chốt lệnh. Đó, thì Oracle nó sẽ giúp cho chúng ta ở cái điểm này. Ngoài ra thì đối với Nest Protocol nó không chỉ có trading mà nó còn có thêm những nền tảng khác như là NFT nè, GameFi nè, rồi Metaverse ha. Đó thì ở đây anh em có thể xem được tất cả những cái thông tin của nó và cũng như những cái sản phẩm, những cái nền tảng mà nó sẽ xây dựng ha. Và cái điểm mạnh nhất cũng như là cái sản phẩm chủ chốt của nó vẫn là Oracle ha. Đó thì anh em có thể xem về cách thức hoạt động của Nest Protocol Oracle nó như thế nào. Ở đây cũng sẽ có một cái video hướng dẫn cho anh em, cũng như là những cái tính năng ở trong cái Oracle này, như là không có node nè, rồi không có market maker ha. Giá thì sẽ phản ánh đúng nhất giá của thị trường, rồi không có bên thứ ba nè, hay là sự ổn định và free về entry. Free về entry này thì chúng ta có thể vào lệnh tự do ha. Chúng ta không bị trói buộc bởi trượt giá của thị trường làm cho chúng ta mất cái điểm entry đẹp. Và cuối cùng là độ bảo mật chống tấn công. Ở đây thì anh em cũng có thể thấy về cách thức của Oracle Nest nó hoạt động. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là ở đây nó sẽ có nhiều bước khác nhau, như là miner, thợ đào nè, rồi đến những người verify, đến những người là caller, báo giá ha. Và cuối cùng là cho chúng ta một cái giá chính xác nhất, sát với giá thị trường. Đó thì cái sơ đồ này nó cho chúng ta thấy là cách để cái giá nó chính xác nhất, cũng như là tính phi tập trung của nó. Còn lại thì anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể xem phần white paper của nó, cũng như là nghiên cứu nhiều hơn những cái nền tảng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nền tảng cũng rất là quan trọng ở trong cái giao thức này, đó chính là nền tảng trading. Và nền tảng future này sẽ dùng cái đồng chung, đó là đồng Nest để trade ha. Nó là một cái đồng trung gian để chúng ta có thể trade được những cái cặp giao dịch các cái đồng coin lớn như là ETH nè, rồi BTC hay là BNB. Hiện tại thì nền tảng future này nó mới có 3 cái cặp giao dịch này thôi ha, và chúng ta sử dụng cái đồng Nest để trade. Và đồng Nest này cũng là đồng coin quản trị ở trong cả hệ sinh thái của Nest Protocol ha. Về trade future trong Nest Protocol này thì mình cũng đã có hướng dẫn cho anh em ở video trước rồi ha. Tuy nhiên thì để cho những anh em mới nào chúng ta chưa biết thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Đồng thời thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em thêm, đó là cách để chúng ta có thể copy trade ở trong cái nền tảng future này. Sau khi anh em vào thì chúng ta sẽ tiến hành là kết nối ví nè. Anh em có thể kết nối với ví MetaMask. Ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta hai cái mạng lưới, đó là BNB và ETH. Anh em chọn cái mạng lưới nào thì nó sẽ tự động chuyển mạng lưới cho anh em ha. Tiếp theo để trade được thì chúng ta sẽ cần phải có cái đồng Nest ha. Nếu anh em nào chúng ta chưa có đồng Nest thì các bạn có thể bấm vào cái phần là swap nè. Ở phần swap này thì anh em có thể swap từ USDT sang thẳng cái đồng Nest luôn. Hiện tại giá một Nest khoảng là 0.02 USDT ha. Và để đặt lệnh được ở trong cái nền tảng future này thì chúng ta sẽ cần phải tối thiểu có là 50 đồng Nest. Rồi sau khi đã có đồng Nest thì ở đây các bạn có thể thấy về cái giao diện future của nó ha. Và các bạn có để ý thấy là ở trong cái biểu đồ nến này nó không hề có cái râu nến ha. Bởi vì là nó có cái giá chính xác nhất so với thị trường thông qua những cái bước của Oracle, nên là nó sẽ tránh cho chúng ta trong việc là trượt giá ha, cũng như là vào những cái điểm entry đẹp mà vào không được. Và việc trading bằng đồng Nest này thì lợi nhuận hay là lỗ thì chúng ta vẫn tính vào cái đồng Nest ha. Anh em có thể lựa chọn là hold cái đồng Nest lại để sau này dự án nó phát triển thì có thể bán cái đồng Nest. Hoặc là nếu mà anh em muốn cash out ra thì anh em có thể là swap từ cái đồng Nest này ra USDT, ra những cái đồng stablecoin, chúng ta rút ra ví bình thường. Rồi ở đây thì cũng sẽ có lệnh market nè, lệnh limit ha. Nếu trade thì anh em có thể trade lệnh market để cho nó khớp lệnh nhanh hơn. Ở dưới sẽ là phần số lượng muốn trade ha, và tối thiểu sẽ là 50 đồng. Thì ở đây mình đang có 54 đồng và mình sẽ nhấn mát luôn. Phía dưới sẽ là phần đòn bẩy ha, và đòn bẩy ở trong cái nền tảng future này sẽ lên đến là 50x. Thì nếu anh em muốn an toàn thì đặt cái đòn bẩy nhỏ thôi. Ở đây mình sẽ đặt là 10x ha. Tiếp theo phần dưới này sẽ là phần stop limit, phần để chúng ta có thể là đặt take profit nè, hay là đặt stop loss ha. Đó thì anh em muốn là cái giá nào anh em chốt lời, hoặc là cái giá nào anh em muốn cắt lỗ thì các bạn có thể đặt cái giá vào đây. Rồi sau khi các bạn đã setup xong tất cả những cái bước này thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đặt lệnh ha. Ở đây thì mình sẽ muốn đặt một cái lệnh long, thì sau khi các bạn đã setup xong thì chúng ta sẽ tiến hành là mở cái lệnh long ha. Tương tự đối với cái lệnh short nó cũng như vậy ha. Rồi thì ở đây nó sẽ có một số cái lưu ý dành cho chúng ta. Anh em nhấn vào cái phần là màu vàng nè, dấu tích vàng ha, rồi chúng ta nhấn vào show.
Mỗi bước đặt lệnh giao dịch như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành là approve rồi ký ha. Với cái phí gas thì ở trên mạng BNB thì nó cũng rất là rẻ thôi. Nên là nếu anh em nào có trading thì chúng ta nên là trading ở trên mạng BNB ha. Còn các mạng ETH thì như xưa đến giờ chúng ta đã biết rồi, mạng ETH phí nó rất là mắc. Rồi ok, thì mình đã đặt một lệnh thành công nè. Và ở phía phần position này các bạn sẽ thấy được lệnh của các bạn ha. Đó thì đây cũng là tất cả các bước để các bạn có thể đánh được future ở trong Next Protocol. Rồi bước tiếp theo thì để copy trade được ở trong cái nền tảng này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần chia sẻ ở đây nè. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được về thông số lệnh mà chúng ta đã đặt nè. Và sẽ có cái phần là copy link ha. Các bạn sẽ copy cái link này lại hoặc là chúng ta có thể quét mã QR. Đó, chúng ta chia sẻ cho những người dùng khác hoặc là chia sẻ cho bạn bè. Sau khi họ vào đường link các bạn chia sẻ thì họ có thể copy theo cái vị thế của các bạn ha. Tuy nhiên thì họ có thể là thay đổi về cái volume nè, có thể thay đổi về cái số lượng USDT hoặc là thay đổi về cái đồng Nest ha. Rồi thì sau khi setup xong thì họ cũng sẽ tiến hành là đặt lệnh ha, và theo cái lệnh của các bạn đã chia sẻ. Đó thì copy trade ở trong cái nền tảng future của Nest Protocol này nó sẽ là như vậy ha. Thì đây là phần dành cho các bạn là chúng ta muốn coin, muốn chia sẻ kèo cho người khác thì các bạn có thể chia sẻ bằng cách copy trade này dành cho những người dùng khác. Còn nếu mà các bạn nào muốn copy theo một cái nhà giao dịch nào đó thì chúng ta sẽ có cái sự kiện này ha. Sự kiện trading của Next Protocol dành cho cộng đồng CCA mà mình đã nói ở phần đầu video. Ở sự kiện này thì chúng ta sẽ tham gia trading ở trong nền tảng future của Next Protocol. Khi đạt đủ volume 100.000 thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là $90 ha. Tương tự như vậy, volume càng cao 200.000 thì chúng ta sẽ nhận được là $200 và 500.000 thì sẽ nhận được phần thưởng lên đến là $800. Ngoài ra thì còn có 50 slot random trị giá $10 dành cho những người dùng đạt $1,000 volume ha. Về thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ đến hết ngày 31 tháng 3. Về các bước tham gia thì các bạn sẽ vào link mình sẽ để dưới phần mô tả của video, hoặc là các bạn có thể join vào group CCA trên Telegram để tham gia. Sau khi vào link thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái nền tảng Trade Future của Next Protocol ha, là cái nền tảng mình đã hướng dẫn vừa rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành là trading, đạt những cái volume trong sự kiện thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng tương ứng ha. Về phần volume thì các bạn muốn đẩy nhanh volume cao thì chúng ta có thể sử dụng cái đòn bẩy cao lên, tuy nhiên thì cái rủi ro nó cũng sẽ cao ha. Rồi thì đó là dành cho những anh em nào chúng ta giao dịch trực tiếp ở trên đây. Còn đối với những anh em nào chúng ta muốn copy trade như mình đã hướng dẫn vừa rồi thì các bạn có thể join vào cái nhóm Telegram này. Đây sẽ là một group trading của Next Protocol với CCA. Ở đây thì sẽ có những cái entry đẹp để cho các bạn vào lệnh ha. Và những cái phần kể trên thì nó vẫn chú trọng vào việc chính chúng ta trading, không liên quan nhiều vào việc copy trade ha. Về cái tính năng copy trade thì mình muốn chia sẻ thêm đến cho các bạn ở trong cái nền tảng future của Next Protocol này, bởi vì mình thấy là ít có người chia sẻ về cái tính năng này, vì nó không giống copy trade của những cái sàn cash mà có những cái nhà giao dịch sẵn để cho chúng ta copy theo ha. Rồi quay trở lại với sự kiện thì sau khi các bạn đã join vào group Telegram này thì tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là trading ha. Đạt được những cái volume nhất định thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng tương ứng. Đó, và các bạn có thể là cập nhật volume và rank của các bạn ở trong cái link này. Sau khi các bạn vào đường link thì chúng ta có thể xem được về cái volume cũng như là cái rank của các bạn ở trong cái sự kiện này. Đó thì chúng ta có thể kiểm tra được tất cả trong đây ha. Và các bạn lưu ý là khi vào lệnh thì các bạn phải giữ cái lệnh của các bạn trong vòng 5 phút ha, mới tính là hợp lệ. Đó thì hiện tại thì mình vẫn còn đang giữ cái lệnh trading vừa rồi. Đó, mình vẫn còn để đây, mình chưa đóng ha, vì hiện tại là cái lệnh này vẫn đang có lời. Đó thì anh em sẽ giữ mỗi lệnh như thế này là 5 phút thì mới tính là hợp lệ ha. Đó thì chúng ta cứ việc trading đến ngày 31 tháng 3 thì tổng kết lại các bạn nhận được cái volume bao nhiêu thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng. Và các bạn muốn check rank thì chúng ta vào cái phần vừa rồi để check ha. Rồi ok, thì đó cũng là tất cả nội dung của video này, cách để chúng ta có thể trade future ở trên Next Protocol và cách để các bạn có thể tham gia một sự kiện trading của Next Protocol dành cho cộng đồng CCA. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment phía dưới video, hoặc là chúng ta có thể join vào group CCA trên Telegram để cùng bàn luận tham gia với những anh em ở trong group ha. Video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. We'll be right back.